vậy mấy đứa? Bà làm gì đây bà này? Không thấy à, nhìn không hiểu liền à. Chúng ta là con người, chúng ta phải hiểu chuyện liền chứ. Trên thành không hiểu chuyện thì không vô đi à. Chúng nó thì nói, anh nói nó bự chà báo hay không có chụp hình được. Chúc rồi. Em phải làm kiểu như là gì ta? Cái thời gian á, mình phải set up thời gian để cho chiếu. Hôm nay là chồng mình tặng cho mình một bó hoa rất là lớn, bự chà bá vậy. Để chút. Ê, để chút. Đâu rồi. Ngược lại. Trời ơi, ngầu quá. Đó, đẹp lắm. Anh để chút anh xin ra xíu. Dễ lắm. Bà ôm từ hồi nãy tới giờ rồi đó nha. Thì bạn đẹp chụp góc này. Anh ơi, muốn tôi quay anh quay bên đây. Tôi hỏi thiệt. Tôi hỏi thiệt là sao con gái nó hoa có cái gì mà sao nó mê dữ vậy thiệt? Hoa có cái gì mê? Tôi nhìn đi không mê. Cấm rồi ngày mai nó cũng tàn thôi. No tàn nha chị, nhìn rõ ràng. Nó còn rất là tươi, mấy cái bông này nó còn chưa nở hết nè. Và mấy cái này là anh bỏ vô, anh biết chăm sóc là nó sẽ ở lại được với em khoảng chừng một tuần. Em nghĩ vậy. Thì cũng tuần là hết rồi. Nhưng mà con gái mê hoa thì công nhận là hai nhất con... là em cực kỳ mê. Hai đứa này nó mê nhìn. Sao con? Ôi đẹp quá à xịt. Mẹ mê hoa quá kìa con. Coi nó kìa. Trời ơi. Tôi chết rồi. Bà làm gì? Ôi đẹp quá à. Ôi nó đẹp quá lắm à. Xịt. Dạ. Cảm ơn chồng nha. Sao tự nhiên tặng cho bố hoa vậy? Trời, em nói thiệt, em thật sự em không ngờ luôn á. Mà nên xuất hiện anh đâu có cầm cái gì đâu. Và em cũng thật sự là em cũng không có mong muốn điều gì. Em nghĩ là em sẽ tặng cho anh sẽ tặng cho em cái gì đó ai ngờ. Có hoa rất sao tôi tặng bà rau răm. Rau răm là gì? Nãy ăn ốc đó. À vậy hả? Em mà chồng, cái này mua ở đâu vậy? Chỗ bên quảng cáo á. Bên 123 Flower. À vậy hả? Em hoa đây đẹp quá. Hoa đẹp thiệt. Bữa gói đẹp. Hoa đẹp quá. Em ngồi cái mặt nguyên cái mặt em luôn á. Cái gì? Hoa nó hết nguyên cái mặt em luôn. Nó bự hơn. Nó giống như là anh ơi, nó thiệt. Em đẹp lắm luôn, anh có thấy đẹp không? Thấy không? Thấy đâu không? Chồng quay cắm anh, chồng rất là tử tế chồng con đó. Chồng chân xịn ơi, là chồng chân xịn. Thì anh, hôm nay em nhận được một bó hoa bự. Thì là bự mà rất là đặc biệt, cực kỳ special. Cho nên Harry cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Anh Thành, anh lúc nào cũng nói em là tại sao lại em thích hoa như vậy. Thì thật sự thì em cũng không biết tại sao em lại thích hoa như vậy. Từ xưa giờ ai tặng em hoa em rất là thích. Người ta có người em ta... biết thật khó khăn. Bó hoa là của anh. Anh có biết tại sao em thích bó hoa không? Sao? Em không biết nha. Mọi người khác thì người ta nói là hoa nó cũng dễ tan luôn, sao lại thích vậy? Em mỗi lần em hửi cái mùi hoa đó, em cảm thấy em có cái sức sống, có cái năng lượng thiên nhiên nó dồn vào cái người em. Em nói nghiêm túc, em nói nghiêm túc, lắng nghe, anh lắng nghe, anh hãy lắng nghe. Mỗi lần em buồn hay gì đó, em trên đường đi nhá, kể cả em trên đường đi mà em thấy hoa em hay hửi xong, em thích cái không khí của cái thiên nhiên ở đây này, mấy cái năng lượng này là từ bên đây chuyển qua bên đây. Chứ năng lượng không có tiêu diệt hết, anh hiểu không? Là nó năng lượng của cái này nó sẽ chuyển qua bên Harry One. Thì Harry One sẽ đẹp nhiều hơn, sẽ tươi tối rồi hơn. Mình đi ngủ nha, bye bye em.